Xin kính chào các quý thầy cô và anh chị. Như chúng ta đã vừa theo dõi bài trình bày rất là đầy đủ của tiến sĩ Hàn Thị Thanh Bình về lựa chọn điều trị cho những bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn có thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính. Tiếp theo đây thì tôi xin đi sâu thêm về vai trò của cái thuốc ức chế kháng CDK46 trên những bệnh nhân này. Cái thuốc kháng CDK46 hiện tại thì được coi là cái phương pháp điều trị mới cũng đã đang được ứng dụng tại Việt Nam và tại bệnh viện ca. Chúng tôi cũng đã có những cái bệnh nhân sử dụng những cái thuốc này. Thì ung thư vú di căn có thụ thể nội tiết dương tính, hiện tại thì diễn biến bệnh về lâm sàng rất là đa dạng. Đa số những cái bệnh nhân mà ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính thì được coi là bệnh diễn biến chậm, thể hiện bằng cái DFS kéo dài. Những bệnh nhân này có thể là chậm tái phát di căn và cái vị trí di căn thường là xương mô mềm và là những cái bệnh nhân nhạy nội tiết. Tuy nhiên thì trên thực tế cũng có những bệnh nhân ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính, yếu tố phát triển biểu mô âm tính nhưng mà bệnh nhanh chóng, diễn biến rất là nhanh chóng và có cái khoảng thời gian sống thêm không bệnh ngắn, di căn tạng nhiều và kháng điều trị nội tiết. Trong cái việc điều trị ung thư vú tái phát di căn theo các hướng dẫn điều trị của thế giới thì điều trị nội tiết là được ưu tiên điều trị hàng đầu, và hiện nay đối với sự phát triển của y học thì những cái thuốc mới ra đời, đặc biệt gần đây thì có các cái thuốc kháng CDK46 bao gồm abemaciclib, ribociclib và palbociclib thì là những cái thuốc mà đã đạt được những cái hiệu quả rất lớn trong điều trị ung thư vú tái phát di căn mà có thụ thể nội tiết dương tính. Đối với ung thư tái phát di căn thì cái mục đích điều trị chúng ta cũng bên cạnh cái việc mà kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân thì cái việc mà duy trì chất lượng sống cũng như là nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân là một cái yếu tố rất là quan trọng. Với cái mục tiêu điều trị, ngoài bên cạnh cái việc mà thời gian đáp ứng PFS thì cái yếu tố về OS và chất lượng sống là một cái yếu tố được quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là trong các nghiên cứu trong thời gian gần đây thì cái vấn đề sống thêm toàn bộ của bệnh nhân được lưu ý. Đối với cái ung thư vú tái phát di căn thì các nghiên cứu chỉ ra rằng cái việc mà điều trị kết hợp có thể giúp tránh được cái tình trạng kháng thuốc nguyên phát cũng như là kháng thuốc thứ phát. Đối với ung thư vú có thể nội tiết dương tính, cái việc kháng nguyên phát thì được định nghĩa là những cái bệnh nhân mà kháng trước điều trị hoặc là những cái bệnh nhân mà có rất là kém đáp ứng với điều trị nội tiết và tái phát sớm. Thông thường là những cái bệnh nhân ung thư vú tái phát giai đoạn bổ trợ, tái phát trong vòng 2 năm trong điều trị bổ trợ, hoặc là những cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn mà có tiến triển trong vòng dưới 6 tháng khi điều trị nội tiết. Còn kháng thứ phát là những cái bệnh nhân mà kháng thuốc sau khi mà đã có sử dụng biện pháp điều trị nội tiết, bệnh nhân tuy có đồng ban đầu nhưng mà sau đó lại xuất hiện các cái cơ chế kháng. Thường là những cái bệnh nhân mà trong quá trình điều trị bổ trợ giai đoạn sớm thì thường khoảng thời gian tái phát từ 2 năm cho đến 1 năm sau khi kết thúc điều trị nội tiết, hoặc là những cái bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng bệnh tiến triển giai đoạn di căn trong khoảng thời gian điều trị trên 6 tháng. Cái thuốc ức chế CDK46 là một cái thuốc mới đã được ứng dụng trong điều trị trên thế giới từ khoảng 2019 trở về đây. Cái con đường mà về cơ chế thì cái phức hợp mà cyclin D và CDK46 khi mà kết hợp với nhau sẽ được vận chuyển vào trong nhân tế bào và gây phosphorylin hóa cái phức hợp RB E2F và giải phóng cái E2F. Cái E2F này thì có tác dụng là kích thích và hoạt hóa các cái gen cần thiết cho quá trình phân bào, và các cái thuốc ức chế CDK46 thì làm ngăn chặn cái quá trình phosphorylin hóa để giải phóng ra E2F và sẽ dẫn đến một kết quả là ức chế phân bào và chuyển ức chế cái phân bào chuyển từ pha G1 sang pha S. Các cái thuốc nội tiết nói chung cũng như là các cái thuốc ức chế CDK46 kết hợp với thuốc sử dụng nội tiết thì được cho là cái phương pháp lựa chọn điều trị hàng đầu trên những cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn có thụ thể nội tiết dương tính, đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân mà không có di căn tạng ồ ạt, với cái mục đích kéo dài thời gian sống cũng như là trì hoãn cái việc mà bệnh nhân sử dụng hóa trị. Đối với những bệnh nhân mà sử dụng đầu tay bằng cái thuốc kháng AI thì cái việc trì hoãn này có thể lên đến được trong vòng 2 năm. Còn đối với những cái bệnh nhân mà có sử dụng thêm thuốc AI kết hợp với kháng CDK46 thì cái việc mà trì hoãn hóa trị cho bệnh nhân có thể là lên đến trên 34 tháng. Hiện tại thì là có rất nhiều các nghiên cứu chứng minh được hiệu quả của các cái thuốc kháng CDK46. Trong đó thì các cái nghiên cứu Panoma 2 về vai trò của palbociclib, các cái thuốc các nghiên cứu Monalisa 2, 3 và 7 về vai trò của ribociclib kết hợp với cả cái thuốc AI, và cái nghiên cứu Monash là về vai trò của abemaciclib kết hợp với cả các cái thuốc kháng các cái thuốc AI. Thì như chúng ta có thể nhìn thấy cái PFS thay đổi rất là ấn tượng khi mà đối với những cái bệnh nhân mà
sử dụng biện pháp kháng AI đơn trị thì cái thời gian trung bình tầm khoảng trên 1 năm. Qua các nghiên cứu chúng ta thấy là những cái bên ở trên nghiên cứu Panoma 2 là 14,5 tháng, nghiên cứu Mona Lisa 2 là 16 tháng và nghiên cứu Monarch 3 là 14,76 tháng khi sử dụng đơn trị. Nhưng mà tuy nhiên khi kết hợp với kháng CDK46 thì cái khoảng PFS này đã tăng lên được trên 2 năm, tùy theo các nghiên cứu thì có thể là từ 25 đến 28 tháng. Về điều trị bước 2 thì cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về cái hiệu quả của các cái thuốc kháng CDK46 kết hợp với cả thuốc fulvestrant khi mà bệnh nhân đã kháng với mà cái điều trị bước đầu. Kết quả những nghiên cứu này đều cho thấy là cái việc mà sử dụng với thuốc kháng CDK46 kết hợp với cả thuốc fulvestrant thì kéo dài được cái PFS khoảng từ 5 tháng, kéo dài lên được 11,2 tháng ở trên những cái bệnh nhân mà có sử dụng kết hợp so với những cái bệnh nhân mà sử dụng đơn chất đơn thuần. Đối với một cái điều trị bước 2 mà chúng ta thấy là cái việc mà PFS kéo dài được trên 1 năm thì cũng là một cái chỉ số rất là quan trọng để các bác sĩ có thể cân nhắc để đưa vào ứng dụng trong điều trị. Về cái tỷ lệ đáp ứng thì chúng ta thấy là kể cả ở bước 1 đến bước 2 thì cái việc mà kết hợp với các cái thuốc kháng CDK46 so với cả sử dụng nội tiết đơn thuần thì đều cho cái tỷ lệ đáp ứng cao hơn. Các tỷ lệ đáp ứng thì tùy thuộc vào nghiên cứu, đối với bước 1 thì được khoảng trên 50% cái tỷ lệ đáp ứng và đối với bước 2 thì tỷ lệ đáp ứng cũng có thể đạt được từ 25 đến 40% ở những cái bệnh nhân mà có sử dụng liệu pháp kết hợp CDK46 với một thuốc nội tiết so với cả điều trị thuốc nội tiết đơn thuần. Chúng ta cũng có thể thấy là những cái mặc dù là mình chúng ta kết hợp cái thuốc kháng CDK46 kết hợp với bất kỳ một cái loại thuốc nội tiết nào thì cũng đều có hiệu quả. Qua các nghiên cứu thì đối với những cái nghiên cứu Panoma thì sử dụng có thể kết hợp là fulvestrant, còn đối với trên nghiên cứu Mona Lisa 7 thì sử dụng kết hợp ribociclib với cả tamoxifen hoặc là các cái thuốc kháng AI nonsteroid. Cái chỉ số PFS thì vẫn luôn là một cái chỉ số được coi là rất là quan trọng để đánh giá hiệu quả của một thuốc trên những cái bệnh nhân ung thư vú di căn cũng như là trên cái bệnh nhân ung thư nói chung. Tuy nhiên thì gần đây thì các cái nghiên cứu chỉ ra rằng cái việc mà những cái thuốc mà đạt được OS cho bệnh nhân thì sẽ là những cái thuốc mà được ưu tiên trong quá trình sử dụng. Tại vì OS kết hợp với cả tăng chất lượng sống cũng là một cái yếu tố đạt cái đích đạt đến cuối cùng trong một cái điều trị bệnh ung thư, đặc biệt là những cái bệnh nhân đã giai đoạn tiến triển. Như vậy thì cái việc mà các cái thuốc kháng CDK46 này thì có không đi được. Như vậy thì các cái thuốc trên này không bấm được. Các cái nghiên cứu về các cái thuốc kháng CDK46 này thì có đạt được cái chỉ tiêu về sống thêm giống như là cái mục tiêu đặt ra hay không? Thì câu trả lời ở đây là có. Gần đây ASCO năm 2022 cũng đã cập nhật cái kết quả cuối cùng ở trên những cái nghiên cứu như là nghiên cứu Mona Lisa 2, nghiên cứu Monarch 3 thì đều cho thấy là những cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn có thủ thể nội tiết dương tính được điều trị kết hợp kháng CDK46 và thuốc kháng AI thì bên cạnh việc đạt được một cái thời gian PFS kéo dài cũng như là cái tỷ lệ đáp ứng cao thì đều có thể đạt được cái thời gian sống thêm toàn bộ kéo dài có thể gấp đôi so với cả các cái khi mà sử dụng đơn thuần. Trên đây là các cái nghiên cứu, tôi xin nhắc lại cái slide này là về các cái nghiên cứu mà tôi đã đề cập trước đấy về vai trò của việc sử dụng các cái thuốc kháng CDK46 phối hợp với cả các cái thuốc nội tiết. Vậy thì cái câu hỏi đầu tiên là trong cái nghiên cứu mà chúng tôi đưa ra ở đây, thứ nhất là cái nghiên cứu Mona Lisa 7 thì nghiên cứu này cho thấy là cái thời gian sống thêm toàn bộ ở trong những cái bệnh nhân ung thư vú di căn đạt được một cái mức thời gian kéo dài so với trước đây là một cái
Cái chỉ số là đạt được 58,7% so với ở những cái bệnh nhân sử dụng kết hợp so với những cái bệnh nhân sử dụng nội tiết đơn thuần là 48 tháng, và cái sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Ở trong nghiên cứu MOLANIZA 3 thì cũng cho thấy là đây là ở những cái bệnh nhân sử dụng cả bước 2 và bước 3 thì cũng cho thấy là cái thời gian sống thêm toàn bộ kéo dài được 53,7 tháng, tức là gần 5 năm ở những cái bệnh nhân thu vú di căn, so với cả những cái bệnh nhân sử dụng đơn thuần là khoảng 41,5 tháng. Và sự khác biệt ở giữa hai cái nhóm này về thời gian sống thêm toàn bộ có ý nghĩa thống kê. Và khi mà đến cái ở trong cái điều trị bước 2, khi những cái bệnh nhân ung thư vú đã kháng với cả điều trị nội tiết và sử dụng ribociclib kết hợp với cả fulvestrant, thì ở trong nghiên cứu MOLANIZA 3 này thì cũng cho thấy là cái việc mà sử dụng kết hợp ở cái nhóm đạt được cái OS là 36,1 tháng, tức là 3 năm, so với những cái bệnh nhân mà chỉ sử dụng đơn chất là 24,1 tháng, là 2 năm. Điều đó thì có thể các nghiên cứu này thì chứng minh được là việc sử dụng ribociclib kết hợp với các cái thuốc kháng nội tiết thì là cho thấy hiệu quả OS trên tất cả những cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn có thụ thể nội tiết dương tính mà đã mãn kinh mình so với cả những cái bệnh nhân sử dụng nội tiết đơn thuần. Về khi mà phân tích dưới nhóm thì cái bảng này trường biểu đồ này cho chúng ta thấy là cái việc mà những bệnh nhân mà ung thư vú di căn, có di căn tạng hay là không di căn tạng, thì khi sử dụng thuốc kháng CDK46 kết hợp với cả thuốc điều trị nội tiết so với cái nhóm mà kết hợp với placebo thì đều cho hiệu quả cao hơn, mặc dù là những cái nhóm bệnh nhân này là có di căn tạng hay không. Và tùy thuộc và theo cái tình trạng OS, theo tình trạng di căn xương thì cũng đều cho thấy có hiệu quả ở những cái bệnh nhân mà có chỉ di căn xương và không có di căn xương. Và những cái bệnh nhân theo vị trí căn thì những bệnh nhân mà di căn nhỏ hơn 3 vị trí hoặc là di căn từ 3 vị trí trở lên thì đều đạt được hiệu quả ở những cái bệnh nhân kết hợp, khi mà kết hợp nội tiết với thuốc kháng CDK46 so với cả điều trị nội tiết đơn thuần. Tôi xin điểm một số các cái cập nhật mới ở ASCO năm 2022 được tổ chức tháng 5 tại Mỹ. Thì về các cái cập nhật của các cái nghiên cứu MOLANIZA thì chúng ta cho thấy là cái việc kết quả báo cáo tại ASCO thì cho thấy là cái việc OS vẫn kéo dài được ở trên những cái bệnh nhân mà có sử dụng kết hợp nội tiết với cả thuốc kháng CDK46 ribociclib và abemaciclib. Còn các cái nghiên cứu về sống thêm toàn bộ ở khi mà kết hợp với palbociclib thì còn đang cần thời gian theo dõi thêm. Và một cái câu hỏi cũng thường rất là được nhiều bác sĩ, nhà thầy lâm sàng đặt ra, đấy là khi mà bệnh nhân đã điều trị một cái line đầu tiên kháng với cả CDK46 rồi thì mình có sử dụng tiếp cái kháng CDK46 đấy được không, và sử dụng tiếp thì hiệu quả nó như thế nào. Thì tại ASCO năm 2022 cũng đã cập nhật cái nghiên cứu MAINTAIN. Nghiên cứu này là một cái nghiên cứu pha 2, khi mà bệnh nhân được kháng với cả các được điều trị, bệnh nhân này được điều trị với liệu pháp điều trị thuốc nội tiết với cả thuốc ribociclib và bệnh tiến triển. Sau đó thì các bệnh nhân sẽ được chia ra làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất là bệnh nhân tiếp tục được sử dụng thuốc kháng CDK46 và mình sẽ kết hợp với một loại thuốc nội tiết khác, khác cái thuốc nội tiết cũ đã dùng. Nếu mà bệnh nhân đã sử dụng fulvestrant thì sẽ được chuyển sang một cái AI, và nếu mà bệnh nhân đã sử dụng AI kết hợp thì sẽ được chuyển sang fulvestrant. Và cái nhánh còn lại là bệnh nhân sử dụng nội tiết đơn thuần. Thì trên cái nghiên cứu này có trên 120 bệnh nhân. Về đặc điểm bệnh nhân thì được chia ra làm hai nhóm đều nhau ở hai cái nhánh bệnh nhân mà có sử dụng kết hợp ribociclib cũng như là bệnh nhân sử dụng placebo. Về kết quả thì cái PFS đạt được ở trên những cái bệnh nhân mà có sử dụng kết hợp cho thấy là có là cao hơn ở những cái bệnh nhân sử dụng kết hợp, là đạt được PFS trung bình là 5,29 tháng so với cái nhóm sử dụng nội tiết đơn thuần là 2,76 tháng, và cái sự khác biệt này có nghĩa thống kê. Khi phân tích dưới nhóm thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân mà được phân tích có ở trong cái nhóm mà có ISR1 mà tiếp wild type thì cho thấy cái hiệu quả rõ ràng hơn, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hơn so với cái nhóm mà không có đột biến, so với cái nhóm bệnh nhân mà có đột biến. Và đây cũng là một cái hướng nghiên cứu mới cho các cái tác giả về trên những cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn mà có cái đột biến ISR1. Về cái tỷ lệ đáp ứng thì trên những cái bệnh nhân
có được điều trị kết hợp, thì như chúng ta thấy ở đây thì những bệnh nhân mà được sử dụng kết hợp thì đều cho cái tỷ lệ đáp ứng ở cái nhóm là cao hơn so với những cái bệnh nhân mà được điều trị nội tiết đơn thuần. Tôi xin đưa đến một số các cái kết luận như sau. Thứ nhất là các cái thuốc kháng cdk46 là một cái lựa chọn hàng đầu cho những cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn và có thụ thể nội tiết dương tính mà kết hợp với cả một cái loại thuốc điều trị nội tiết. Cái thứ hai nữa là các nghiên cứu gần đây thì cho thấy là cái việc mà mình có sử dụng các cái thuốc kháng CDK46 sớm cho bệnh nhân thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ kháng nguyên phát và kháng thứ phát của bệnh nhân. Và một cái cập nhật nữa về cái kết luận của nghiên cứu Maintain là khi mà bệnh nhân đã sử dụng bước 1 với cả cái thuốc kháng CDK46 thì mình vẫn có thể là chuyển đổi sang một cái thuốc khác kết hợp với cả kháng CDK46 ạ. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô và anh chị.